Chí Thiện và Phương Trinh xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Thầy có quà cho năm bạn nữ đúng không? Hôm nay thì em có chuẩn bị sẵn một cái bánh em tự làm. Ok. Có vị nào của anh không? Trời ơi. Em đang định ăn hết một cái luôn. Nhưng mà em sẽ để dành về nhà em ăn tiếp. Em không ăn ở đây hết đâu. Cái điều nhỏ nhặt ví dụ như chiếc bánh nhỏ như thế này thôi cũng có thể làm em cảm thấy rất là rung động với là bạn trai. Đó. Okay. Nhưng mà có thời gian thì em với anh sẽ đi với chung với nhau. Thôi vậy thôi, dắt nhau về lẹ đi chứ còn nói gì nữa giờ. Tình trường của em sao nè? Chắc là rất là sôi động nhỉ? Dạ yêu người, cách đây khoảng 4-5 năm gì đó. Bắt ý. Ê. Em cái này gì quen quá nè. Trời tao vừa yêu em. Cái này là khó kiếm á. Giật điện chị ơi, giật điện chị ơi. Chết rồi. 2-3. Lên. Rồi. Cứ tới lui trong tim em chẳng biết đường về. Cứ tới lui kem. Đây là cái cô gái mà thích anh kia nè. Đó. Rồi. Trời nhìn, trời hợp vai dễ sợ. Tại mình tại, đắn với em mình tại. Em nghĩ là anh phải làm ra năm nét thể hình mà sexy nhất. Trời ơi. Anh ở quận mấy? Mình ở gần trại giam Chí Hòa. Trại giam Chí Hòa. Công việc của em á, hiện tại cũng chưa ổn định. Thì anh cũng chưa ổn định, thì chúng ta cùng nhau ổn định nha anh nha. Trời ơi, em bị nhạt nhòa rồi. Em biết anh đi kiếm cái gì không? Anh đang kiếm cớ để trà trộn vào tim em.